Em đang có người đẹp bắt bác anh bây giờ. Em lên đây là đầu đây có anh ấy. Có ngay em là mình em liền. Đúng rồi, các anh ngồi em. Mời các anh chị ở phía ngoài cho ổn định giúp ngồi đi nhỉ. Sức khỏe đến toàn thể quý vị có mặt ở khán phòng trong đêm giao lưu thơ nhạc chào mừng Xuân Bính Thân 2016 ạ. Của thơ nhạc Facebook Việt Nam Phi Nhân ngày hôm nay, mở đầu chương trình xin quý vị các bạn cho một tràng pháo tay đón song ca nam nữ Minh Tuyết và Trọng Thành với ca khúc tràn đầy sức sống tình ca mùa xuân, nhạc sĩ Trần Hoàng. Thank you.
Em xin mời ông Trần Cường, Phó Chủ tịch của Việt Nam Thiên Nhân lên có lời khai mạc. Các quý vị đại biểu, các vị khách quý, tôi rất vinh dự được thay mặt cho Việt Nam Thiên Nhân mở lời chào mừng buổi giao lưu thơ nhạc chào xuân 2016. Hội thơ có lời chúc mừng gặp gỡ bạn hữu tưng bừng tối nay. Rất nhiều bài hát rất hay, giao lưu thơ nhạc chung tay vui mừng. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban tổ chức gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các quý vị đại biểu, các nhạc sĩ, các nhà thơ, chúc cho đêm giao lưu thơ nhạc hôm nay thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Và bây giờ tôi được vinh dự giới thiệu các quý vị đại biểu có mặt trong buổi hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu có hai phó chủ tịch của câu lạc bộ sáng tác ca khúc Thủ đô Hà Nội, nhạc sĩ Hoàng Bình. Xin được vỗ tay. Nhạc sĩ Nguyễn Giang. Chúng ta vui mừng sự có mặt của nhà thơ Nghiêm Bằng, con trai của cố nhạc sĩ nổi tiếng Văn Cao. Kim Long Nguyễn, đại diện cho Vần Thơ Tâm Giao, và các bạn trong nhóm Vần Thơ Tâm Giao cũng đến để chúc mừng và giao lưu với chúng ta. Nhà thơ Ngọc Thanh, Hội Nhà văn Việt Nam, thi sĩ. Có thi sĩ Hương Liên, quê hương vô hùng. Xin mời. Lãng Đãng cũng là thi sĩ của Vần Thơ Tâm Giao ạ. Về các ca sĩ có mặt, có hai ca sĩ vừa mới có gửi với chúng ta hai bài rất bài hát rất hay, đó là Minh Tuyết và Trọng Thành. Có Hải Yến là người trong nữa sẽ có một cái màn múa rất hấp dẫn cho Tình Khâu Vai. Vũ Anh Tuấn, giám đốc công ty thiết bị y tế Hà Nội. Các hội viên gồm người sáng lập ra Việt Nam Thiên Nhân, Nick Lại Giang, Quang Quang Tuyến, chủ tịch hội. Nhạc sĩ Quốc Lâm, xin một tràng vỗ tay ạ. Một nhạc sĩ là hội viên của chúng ta. Nghệ sĩ Hải Anh từ Bắc Giang xuống. Cô giáo Dạ Khúc, cô giáo Bạch Yến, tiến sĩ bác sĩ Minh Cầm, cô giáo Hạnh Nguyễn, giảng viên Đại học Thương mại Hòa Cường. Phụ sinh công đoàn, tức là Tiến Đạt đấy ạ. Hội vân mới nhất là Tuyết Lan, Lê Ngân từ thành phố Hoa Phượng Đỏ. Trong số thành viên, xin lỗi là nãy tôi vẫn còn vào đăng phiếu là kỹ sư Thu Hà, là một trong những thành viên và có rất nhiều thơ trong Việt Nam Thiên Nhân. Chúng ta đề nghị kỹ sư Thu Hà chàng một tràng vỗ tay cho kỹ sư Thu Hà. Không biết còn ai nữa không, nhưng mà trong danh sách thì tôi nắm được như thế. Nếu còn ai nữa thì xin lỗi là chút nữa sẽ bổ sung thêm. Kính thưa, đây là lần đầu tiên Việt Nam Thiên Nhân tổ chức buổi giao lưu giữa thơ và nhạc ở thủ đô Hà Nội. Mặc dù đang thời tiết mùa đông giá lạnh, nhưng sự giao lưu thi ca tối nay
ấm cúng sôi nổi hẳn lên bởi tình người ở mọi miền đất nước tụ hội về đây. Những vần thơ sáng tác từ sự trăn trở của mỗi con tim được giới nhạc sĩ, những thân hữu đáng kính và mến yêu từ lâu của Việt Nam thiên nhân đang có mặt tại đây đã chắp cánh cho những vần thơ bay lên qua những giai điệu ngọt ngào, hào hùng, trầm lặng và đầy thiết tha. Thay mặt ban tổ chức, chúc cho buổi giao lưu thơ nhạc chào xuân 2016 thành công tốt đẹp. Chúc các quý vị quý khách, các nhạc sĩ, các nhà thơ nhiều sức khỏe và đón xuân mới tràn đầy hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Qua tiếng lên phát biểu ạ. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các bạn hữu, chúng ta rất vui mừng chuẩn bị đón xuân Bính Thân, mùa xuân của đất trời, cây cối tươi xanh và đua nhau khoe sắc. Những bản giao hưởng thiên nhiên trầm bồng và tha thiết đã đi vào lòng người, nó lắng đọng và sao xuyến đến lạ kỳ. Hôm nay, trong không khí rạo rực đó, Việt Nam thi nhân trân trọng giới thiệu chương trình giao lưu thơ nhạc tại bến sông Hồng và thủ đô Hà Nội mến yêu. Với tinh thần giao lưu và giới thiệu về thơ nhạc của mình với bạn bè và những người yêu mến thơ ca, Việt Nam thi nhân xin nhiệt liệt chào mừng và hân hoan đón nhận sự có mặt của quý vị khách quý cùng bạn hữu đã không quản ngại đường xá xa xôi, thời tiết mưa gió giá lạnh đã tới dự buổi giao lưu này. Sự có mặt của quý vị đã góp phần làm cho buổi giao lưu được đầm ấm, tươi vui và thành công tốt đẹp. Tại buổi giao lưu hôm nay, chúng ta sẽ giới thiệu một phần về thơ nhạc của Việt Nam thi nhân đã được in trong 6 tuyển tập thu trong kỷ niệm Tình Xuân, Hạ Thương, Tình Khúc Mùa Đông, Biển Khác và Hương Xưa, cùng với các bài ca do các nhạc sĩ phổ nhạc từ những bài thơ của bạn hữu. Trong niềm vui hân hoan chuẩn bị đón xuân, buổi giao lưu hôm nay, chúng ta cùng hòa vào không khí của đất trời tươi thắm, thể hiện cháy bỏng tình cảm thiết tha và đậm đà của cuộc sống. Chúng ta trân trọng những tình cảm mà bạn bè đã dành cho Việt Nam thi nhân. Nhân dịp này, chúng ta cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị bạn hữu, các nhạc sĩ, hội đồng ban giám khảo, các cuộc thi, ban biên tập, ban thư ký, ban từ thiện đã đóng góp nhiều công sức, thời gian dành cho Việt Nam thi nhân để có thành quả đến ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các quý vị và chúng ta đang tiếp tục tổ chức cuộc thi thơ và phổ nhạc những bài thơ dạt dào tình cảm, đồng thời xét tuyển để ra mắt tuyển tập với chủ đề Một Thời Để Nhớ, dự kiến sẽ được tổ chức ra mắt tại Đà Nẵng vào đầu tháng 7 năm 2016. Vì vậy, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự ủng hộ đồng lòng của quý vị và sự hưởng ứng nhiệt tình của bạn hữu. Xin đón nhận tất cả những tấm lòng vàng của các bạn cả về tinh thần và vật chất. Nhân dịp đón xuân Bính Thân, một lần nữa xin thay mặt cho hội đồng ban quản trị trang thơ nhạc Facebook Việt Nam thi nhân xin trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, tràn ngập án thơ tươi vui nốt nhạc và tràn ngập niềm vui hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ, xin trân trọng mời nhạc sĩ Nghiêm Bằng ạ, lên phát biểu. Không ạ, anh không nhà thơ, anh trong xe. câu lạc bộ Việt Nam thi nhân và rất là tổ chức rất là long trọng trong một cái không khí của mùa xuân đang sắp đến. Cái không gì hơn là tôi hy vọng rằng là sẽ được cộng tác cùng với câu lạc bộ Việt Nam thi nhân này được dài và lâu hơn nữa, và không gì hơn kính chúc câu lạc bộ buổi giao lưu thơ nhạc tối nay của chúng ta là thành công tốt đẹp trước một mùa xuân mới sắp đến. Chương trình
chúng ta sẽ được thưởng thức ca khúc do chính các tác giả và nhạc sĩ của Hội Thăng Hoa cảm xúc. Vì thời gian có hạn không thể trình bày hết tất cả ca khúc trong CD Vol 1 và Vol 2 nên đây chỉ là những lựa chọn tiêu biểu của đêm nay. Bài 1 xin giới thiệu với mọi người là ca khúc Biển Khát. Cơn tình yêu luôn là đề tài bất tận của thi ca. Trước biển, con người càng cảm thấy cô đơn nhỏ bé và càng khao khát yêu thương. Biển Khát hay lòng người khao khát cháy bỏng. Mời các bạn lắng nghe bài ca Đi cùng năm tháng Biển Khát, lời thơ Minh Cầm, nhạc sĩ Quốc Lâm do ca sĩ Trọng Thành thể hiện ạ. Và quý vị vừa hát rồi đấy, kêu ạ. Biển Khát gì ơi con sóng mênh mang, cứ mãi xuôi cánh sao dài.
Kính thưa các quý vị đại biểu, một bài hát được xếp vào những bài ca đi cùng năm tháng do nhà thơ bác sĩ tiến sĩ Minh Cầm. Bài thơ này khi nhạc sĩ Quốc Lâm thổi nhạc, tình cờ một hôm tôi đến phòng thu của anh Quốc Lâm cũng gặp một nhạc sĩ khác. Sau khi nhạc sĩ Quốc Lâm mở bài hát ra và cái nhạc sĩ đó hỏi tôi là anh là bạn của nhà thơ, thế tôi muốn hỏi anh là tôi nghe nãy từ nãy cái giờ tôi cùng nghe mà tôi chẳng biết biển nó khác cái gì cả. Thực sự ra mà nói thì để trả lời câu hỏi này tôi nghĩ cũng khó, nhưng mà tôi đành trả lời một cái câu mà tôi nghĩ rằng không biết có chuẩn hay không, thì tôi nghĩ rằng ít nhất nhà thơ khi đưa được người nghe hiểu được cái lời mình nói mà đặt được cái câu hỏi biển khác cái gì, đó là thành công của nhà thơ. Thì bây giờ có lẽ cũng xin tác giả nhà thơ đề nghị Minh Cầm chia sẻ với mọi người khi làm bài thơ này. Xin kính chào tất cả các anh chị. Để có bài thơ biển khác và bài hát biển khác như các anh chị vừa nghe, thì trước hết là tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức của hội cũng đã đưa ra một cái chủ đề rất là hay, đấy là cái chủ đề biển khác cho cái cuộc thi thơ năm hè vừa rồi. Và chính nhờ cái chủ đề đó mà tất cả những thi sĩ chúng ta lại một lần nữa được nghĩ về biển và sáng tác về biển. Và những cái lời thơ như các bạn vừa nghe thì thực ra biển khác gì? Biển khác hay chính nỗi lòng của chúng ta khao khát mỗi khi đứng trước biển. Đó là cái điều mà tôi thấy mình rất là tâm đắc. Mỗi khi mà nghe cũng chỉ là thuyền, cũng chỉ là biển, cũng chỉ là sóng, cũng chỉ là bờ. Nhưng mãi mãi luôn luôn là những cái đề tài chẳng bao giờ có thể cạn cho chúng ta để chúng ta sáng tác. Và điều mà tôi thấy rất là hay ở cái điều ở biển, đó là cái nơi mà thẳm sâu nhất, đó chính là cái nơi lặng sóng nhất và là nơi mặn mòi nhất. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng trong cuộc sống, những cái tình yêu thật là sâu sắc, thật là nồng nàn, đôi khi là những tình yêu rất thầm lặng. Và đó là những cái điều mà nhiều khi chúng ta rất vụng về, không biết thể hiện, và rất mong là chúng ta hiểu vào nhau, đó là cái điều tôi định nói. Và một lần rất là may mắn cho tôi, tức là cái bài thơ này nó cũng rất là có duyên với anh Quốc Lâm, và chính nhờ tài năng của anh mà cái bài thơ của tôi được nâng tầm lên một bước và bay bổng hơn. Tôi nhớ có một hôm khi tôi đang làm việc rất là căng thẳng thì tôi nghe giọng anh Quốc Lâm reo lên ở trong điện thoại là: "Em ơi, bài hát của anh em mình được xếp vào bài ca đi cùng năm tháng." Và trong cuộc đời của một người phụ nữ thì tôi đã rất nhiều thành công trong sự nghiệp cũng như trong gia đình, nhưng có lẽ cái thành công rất nhỏ nhoi này lại làm cái thành công mà tôi cảm thấy rất là lớn ở trong tâm hồn của mình. Tức là tôi cảm thấy mình rất là vui, vui như là uống chè xanh Nhật Bản ấy, tức là đang rất là mệt mỏi mà có thể nhảy chân sáo đi trên đường, tức là rất là vui bởi vì nó mang lại những cái điều rất lớn lao trong tâm hồn. Và tôi cũng rất là mong năm mới đến cũng rất là mong tất cả hội chúng ta có sức khỏe, hạnh phúc và sáng tác thật là nhiều và làm cho cuộc sống của chúng ta tâm hồn hơn. Tôi xin cảm ơn. Anh đâu phải là sóng, em cũng chẳng là thuyền, một ngày xa vẫn gió, sóng thuyền đứng yên bang, biển tan, tình tan hay sự tan biến giữa biển khơi vô cùng. Mời các bạn lắng nghe ca khúc Biển Tan do ca sĩ Minh Tuyết trình bày.
sĩ Quốc Long đã đưa các ca khúc Biển Tan, thơ của Lại Giang lên một năm mới. Và rất cảm ơn cái giọng ca của Minh Tiến đã làm trôi chảy bài thật là vui. Đề tài tình yêu là môn thờ của thơ ca, trong cũng như chị Minh Cầm Đỗ vừa nói là cái nói về chủ đề biển khát, là nỗi khát khao của mỗi chúng ta trong tâm hồn của những thi sĩ tinh trước biển, và cái đáy sâu nhất của biển, nơi mặn mòi nhất của biển, đó là cái suy nghĩ của thi sĩ về đó. Vậy bây giờ để làm sao nó khác một tí thì Lại Giang mới nghĩ là bây giờ phải cho một cái đề mới gọi là biển tan. Chắc chắn là biển không tan rồi, nhưng bây giờ thì biển tan cho nó làm. Thì trong đó có bạn với anh Nguyễn Quốc Lâm này. Bây giờ cái biển tan ở đây á là theo thơ á, nghĩa là trong cái tình yêu thì sự thật ra là chúng ta, trong mỗi chúng ta và riêng Lại Giang là đang có cái không tìm và đi tìm cái không có. Vì vậy cho nên là mới có là vạn vật là bất biến và đời là hư không, cuộc tình như màu lạ, xin em xin người chớ hoài mong. Đó là biển tan. Mẹ nhớ anh, phải đâu mẹ của riêng anh, mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi. Mẹ tuy không đẻ không nuôi mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong. Tâm sự và lời nhắn nhủ yêu thương về các mẹ nhé em, được gửi gắm rất chân thành trong ca khúc cùng tên của tác giả Ngâm Thư. Xin mời chị Bạch Yến ạ. Để trước khi Bạch Yến ngâm bài này, bài thơ này, thì tôi cũng xin có vài lời chia sẻ. Tác giả của bài thơ hiện nay không có mặt ở đây. Vào hội thơ nhạc Facebook, một cái từ gắn vào trong hội chúng tôi, đây cũng là một cái rất duyên. Bởi chính có cái từ Facebook thì chúng tôi mới biết được những cái bài thơ hay. Cái người làm bài thơ này hiện nay đang định cư ở Mỹ. Họ sang Mỹ 12 năm rồi. Đầu tiên khi mà chương trình giao lưu thơ nhạc chào xuân mời mọi người xa gần đăng ký thì có một người đưa hẳn bài thơ này vào. Tôi không biết, tôi là ban tổ chức thì tôi cũng trân trọng mời bạn chuẩn bị. Tôi chấp nhận bởi vì lời bài thơ rất hay, rất cảm động. Bạn ngâm bài thơ và chuẩn bị ngâm cho tốt. Nhưng một điều bất ngờ là bạn ấy đang ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam. Cho nên tôi nghĩ rằng để nói cái hay nhất của Facebook thì tôi cũng xin đọc nguyên văn, bởi vì đây là một cái gì đấy tôi nghĩ rằng nó mang tính thời sự. Trần Cường đã chọn bài này vào chương trình. Tác giả là Lanh Lê. Gắn ngâm cho tốt nhé. Một tác giả, và đây là lời con của tôi, một tác giả thơ ở cách Việt Nam nửa vòng trái đất, đã gửi nỗi yêu thương tha thiết của mình bằng những câu thơ đầy xúc cảm chân thành. Nhớ mẹ anh ơi, nói sao cho vừa, chắc vất vả trong mùa đông giá lạnh. Gió hắt vào rồi làm sao mẹ tránh, đôi vai gầy lạnh lắm sẽ run run. Bạn Lành Lê thân mến, khi bạn mới đăng ký, ban tổ chức cứ nghĩ bạn sẽ có mặt và tự ngâm bài thơ do mình sáng tác. Chúng tôi đã nghe được tiếng lòng của bạn qua nội dung bài thơ, cùng giọng nói ấm áp tình cảm qua telephone. Muốn bài thơ có mặt trong buổi giao lưu thơ nhạc chào xuân 2016 tại Hà Nội. Thời gian ít mà nhiều người muốn tham gia chỉ ưu tiên cho những người có mặt. Nhưng chúng tôi đã thống nhất ưu tiên cho người đang ở xa nhất. Cũng như nội dung của bài thơ, bài này sẽ do một hội viên của Việt Nam Thi Nhân, hiện là giáo viên đang ở Hải Dương, đến tham dự chương trình ngâm thơ. Và đây là lời gom lại của chị Lành Lê. Anh Trần Cường, em rất cảm ơn ban tổ chức đã ưu tiên cho bài thơ của em được ngâm trong đêm liên hoan. Tất cả tâm tư của em được đặt trọn vào bài thơ đấy anh ạ. Cho nên em viết bài thơ này với cảm xúc thật của mình. Dù xa đến đâu, nhưng trong lòng ai cũng đau đớn về một nơi mình đã sinh ra và lớn lên, và nhớ nhất mối tình đầu của mình ở nơi xứ sở thân yêu. Xin cảm ơn bạn thơ, người đã ngâm bài thơ của mình nhé. Một lần nữa, rất cảm ơn và chúc buổi giao lưu thơ nhạc chào xuân 2016 được thành công, tốt đẹp, trân trọng. Và bây giờ, xin mời Bạch Yến, một giọng vàng của Việt Nam Thi Nhân, ngâm bài thơ này ạ.
nhấp nhấp mẹ mặc thật ấm vào anh nhé. Em bên này lòng nghe lo nhiều lẽ, mẹ bụng mình chưa trọi sẽ nhớ cha. Cây khế xưa con né chỗ đầy hoa, dùng trên vai mỗi lần ra mẹ ngắm. Chắc mẹ sẽ nhớ anh thật nhiều lắm, thương con mình ở tận mai trời Tây. Ước gì con được ôm mẹ trong tay, để nghe mẹ niềm vui vỡ hòa lan tỏa. Gọi mẹ ơi mà em chăn trở quá, bởi chúng mình không duyên nợ ngày xưa. Nhớ mẹ em ơi, nói sao cho vừa, chắc vất vả trong mùa đông giá lạnh. Gió hắt vào rồi làm sao mẹ tránh, đôi vai gầy lạnh lắm sẽ run run. Em thèm được với anh nào về cùng trên núi xưa, con đường xanh mát. Về thăm mẹ nghe câu hò giọng hát, rằng là thương người ơi ở đừng về. Ta sẽ về cùng nhau nhé anh ơi, viết lại bài thơ bao chứa chan trong xa. Nơi em ở tuyết rơi dày lạnh xa, thương mẹ nhiều anh có biết không anh. Thu lại về thu man mát buồn, tạo nguồn cảm hứng trong ta. Mùa thu, mùa của tình yêu, nỗi nhớ. Thu Hà Nội cũng mang nét rất đặc trưng và lồng làng hoa xưa. Và trong tiết trời se lạnh ấy, một người yêu nhau khi xa cách hàng ngàn cây, cần nóng một vòng tay. Xin mời các bạn lắng nghe giai điệu ca khúc Thu Nhớ cho nhạc sĩ Hoàng Bình, lời thơ Tuyên Lan. Tân tới câu lạc bộ Thiên Nhiên Việt Nam rất là vinh dự hôm nay được đứng này để tham gia cái cuộc phóng vui này. Ngồi từ nãy giờ cũng bồi hồi đấy. Xin mời anh Thành lên đệm đàn hộ cái bài hát của chị Lan. Thành cùng theo nhé. Cho anh gió thu và nỗi nhớ, nhớ tới anh cháy bóng lá thu vàng. Tâm hồn em thổn thức đêm mênh mang, mong một ngày mình bên nhau mãi mãi. Gửi cho anh nụ hôn thu nồng cháy, cốm hương xưa anh nhẹ gánh vai mình. Lá sen thơm mong tròn lên buồn
đêm rơi trên núi mộng, nhớ về anh em mãi nhớ về anh ơi, bao ngày ta xa cách một mình em ôm mong lá thu rơi, mong một ngày anh trở về nơi này, về bên em chia sẻ một chút về cái bài này, cảm xúc một chút về này. Dạ, xin chân trọng. Thực sự là khi mà em hát cái bài Thương Nhớ này với một cái cảm xúc rất là nhớ chồng, anh ấy đã đi xa hơn 1 năm, và khi cái đời thơ này em viết ra và rất là may mắn, một hôm thì có đưa cho đến nhà anh Quốc Lâm nhờ anh phổ, nhưng mà rất may hôm đấy lại có nhạc sĩ Hoàng Bình, anh là người đã phổ nhạc cho em ca khúc này, và em thực sự rất là cảm động và rất là biết ơn nhạc sĩ Hoàng Bình, và xin cảm ơn. Rất vui được đón chào một bạn thơ, một nhà thơ từ Phương Nam đến đây chung vui cùng với cả đêm giao lưu của chúng ta. Xin mời anh Nguyễn Kim Long, đại diện cho Vần Thơ Tâm Giao, nên chia sẻ cảm xúc của anh ạ. Lời đầu tiên, Kim Long xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn có mặt trong văn phòng ngày nay. Tình thơ không biên giới, Kim Long đã chia sẻ như thế. Việt Nam Thi Nhân hay diễn đàn Vần Thơ Tâm Giao hay những câu lạc bộ đơn giản chỉ là những địa chỉ. Ở đấy có những tiêu chí, có những nội quy riêng để cho mỗi thành viên khi vào sinh hoạt ở trong đó có thể phù hợp với cái điều kiện và cái quan điểm của mình. Nhưng tất cả chúng ta ngồi đây có chung một mái nhà, đó là mái ấm tình thơ. Vì vậy, mỗi một dịp chúng ta có thể giao lưu với nhau,
cái cảm xúc của mình được bay bổng lên, đó là niềm vui. Cuộc đời chúng ta có giàu đến bao nhiêu dư nữa khi chết xuống không mang được cái gì. Tại sao chúng ta không sống sống vui nhỉ? Đúng không? Sống vui đó là cuộc sống có ý nghĩa. Và quan điểm của Kim Long, thơ chỉ hay khi chúng ta có tình yêu, có nhân văn. Tình yêu là gì? Tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu non sông. Kim Long rất yêu hai câu thơ của nhà thơ Á Nam, Tù Á Nam Trần Tuấn Khải. Đời không duyên nợ, thà không sống, văn có non sông mới có hồn. Vâng, thật là xúc động khi Kim Long có được một cái cơ hội gặp được các thi hữu hào hành ở thi hữu của hội thư nhạc Facebook Việt Nam Thi Nhân ở tại mảnh đất Hà Thành này, và được lên trên sân khấu chia sẻ những cảm xúc của mình với cả các bậc tiền bối. Đấy là một niềm vinh hạnh cho Kim Long. Xin thưa các quý vị, Kim Long mặc dù tuổi khá trẻ nhưng mà Kim Long là người sáng lập ra một diễn đàn vần thơ dân gian trên Facebook, và hiện tại bây giờ cũng là có hơn 7.000 thành viên. Cho nên thay mặt cho đại diện của hơn 7.000 thành viên của diễn đàn vần thơ dân gian, Kim Long xin kính chúc các cô chú, các anh chị em và tất cả mọi người có khán phòng hôm nay có một buổi giao lưu thật vui và ấm áp. Xin và Kim Long cũng xin kính chúc cho diễn đàn cho hội thơ nhạc Facebook Việt Nam Thi Nhân có được những sự thành mới, thành công mới trong xuân mới về thêm. Thì như đăng ký của anh Cường hôm trước thì Kim Long có một bài thơ sáng tác để xin chia sẻ với cả các cô chú, các anh chị và các bạn hôm nay. Bởi vì Kim Long không có giờ đâu hát, thì nếu mà Kim Long mình lên đây hát thì chắc chắn mọi người không có ai ở trên khán phòng này nữa, bởi vì chạy hết. Mà đọc thơ thì thơ viết ra xong rồi quên, cho nên là xin phép là phải dở điện thoại ra. Bài thơ Kim Long đặt tên Giao lưu giữa Hà Nội. Thi nhân Việt làm thơ nhạc hội, tụ nhau về Hà Nội hôm nay. Nhạc thơ bữa tiệc đã bày, cũng đơn dịu dặt ngấn say đắm lòng. Như dòng như nguồn nước sông Hồng cuộn chảy, niềm đam mê bừng cháy trong ta. Gửi tình vào chốn thi ca, để đắm hầm mãi an hòa sáng trong. Nay gặp gỡ thỏa lòng mong mỏi, con tim nghe tiếng gọi tình yêu. Về đây gửi gắm bao điều, trong vần thơ nhạc giật dịu vút ngân. Bạn ở khắp xa gần hội tụ, trên môi hầm tươi nụ hoa xuân. Đón chào năm mới Bính Thân, đào mai đua nở sắc ngần dạng tươi. Thi nhân Việt thêm ngời nét bút, nhạc cùng thơ vi vút vang ngân vang. Đón mùa xuân Bính xuân thang, lời ca tiếng nhạc rộn ràng bến thơ. Xin hết ạ. Nhà thơ Kim Long đại diện cho diễn đàn vần thơ Tâm Giao có lẵng hoa tặng cho Việt Nam Thi Nhân, mời anh Trần Cường lên nhận ạ. Hôm qua em, những cái gì em chia sẻ qua anh là tất cả những cái gì nó thuộc về gan ruột của em.
Xin các bạn em cũng xin nói với cả các mọi người ở đây rằng là đêm hôm qua thì hai anh em ở nhà anh Trần Thường là thức đến 2 giờ đêm chia sẻ rất nhiều những cái gì mà cái thơ ca. Anh người luôn bên em, người mà em luôn yêu thương, trân trọng, dù ở nơi nào, dẫu gần hay xa, thì nỗi nhớ mãi đong đầy, nỗi nhớ về anh. Thơ Thiên An cho chính tác giả trình bày. Tấn này. Ơi. Sau đây Tuyết Lan sẽ trình bày bài Mãi Nhớ Về Anh. Buổi chiều bên hồ Tây, em cười lòng mình về nơi ấy. Buổi chiều bên hồ Tây. Chiều nhau
ơn ca sĩ thi sĩ Tiến Lan ạ. Và để chắc cánh cho ca khúc này được bay bổng hơn thì anh Nguyễn Giang đã là người trao cánh cho ca khúc được bay bổng bây giờ. Vâng, vâng. Được nghe danh của anh đã lâu. Khi mà tôi giới thiệu chức danh của anh thì tôi thấy dài quá, xin phép để tổng. Tức là nhạc sĩ Nguyễn Giang hiện nay là phó chủ tịch câu lạc bộ sáng tác ca khúc của Đô, trưởng ban phóng sự phim tài liệu giáo dục truyền thống lịch sử Việt Nam, nhà thơ, đạo diễn, hội viên Hội âm nhạc Việt Nam. Và được biết gần đây anh này đã đóng phim ở trên VTV1, cũng là đóng một vai giám đốc cũng rất là chuẩn. Và bây giờ ban tổ chức cũng muốn có hai câu hỏi dành cho anh. Câu hỏi thứ nhất là nghe nói trước đây anh đã được giải thưởng cao của báo Văn Nghệ. Xin có mấy lời xin câu hỏi như vậy. Thưa các anh chị, tôi tiếp xúc với hội thơ Facebook này mà qua nhạc sĩ Quốc Lập. Và tôi là người làm phong trào cho nên tôi rất vui khi có một cái hoạt động về thơ nhạc ra đời, vì cái đó là cái rất hay và nó làm cho cái không khí âm nhạc của thơ ca của chúng ta nó ngày càng phát triển lên. Và rất mừng là mới sau một thời gian rất ngắn các chị đã làm được 4 tập thơ và những cái đêm 6 tập thơ và những đêm nhạc như thế này, và chất lượng càng ngày càng tốt, thì chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh các anh các chị. Và chúng tôi tới đây hôm nay câu lạc bộ sáng tác cặp thủ đô có tôi và anh Hoàng Bình thì ở trong ban chủ nhiệm, tới đây cuộc họp tới chúng tôi sẽ bàn với câu lạc bộ sẽ giúp đỡ cho câu lạc bộ Facebook là thứ nhất là phổ những bài thơ thành bài hát, và cái thứ hai là sẽ đưa lên truyền hình Hà Nội có những cái chương trình tới đây chúng tôi làm chương trình Hà Nội sẽ đưa một số ca khúc lên truyền hình Hà Nội, thì chúng tôi sẽ bàn tới như vậy. Thì xin nói với các anh chị là bây giờ nói về cá nhân mình thì tôi ít nói lắm, rồi ít khi nói. Thì tôi được giải nhất cuộc thi thơ báo Văn Nghệ năm 2003-04. Năm 2010 tôi được giải thưởng 1500 ca khúc cảm xúc thu Hà Nội. Năm 2014 vừa rồi ca khúc Đồng Lối Ơi của tôi được Bộ Quốc phòng trao giải thưởng do báo chí bình chọn và một số giải thưởng nhỏ tôi không kể. Thế thì trong cái hoạt động như vậy ấy, thì là của một người hoạt động thì đấy nó cũng là cái đáng mừng. Và cái tốt nhất là bây giờ này tôi sẽ giúp đỡ các bạn, ví dụ như vừa rồi thì tôi có phổ cho bạn một ca khúc. Và cũng xin báo với anh các chị cái bài Hẹn Biển của nhạc sĩ của nhà thơ Trần Cường thì đã được trung tâm ca nhạc của Giáng Son mà do nhạc sĩ Lê Hiếu phối, nhạc sĩ quốc tế nổi tiếng, phối cái bài hát của Trần Cường do tôi phổ, và một học trò của Trọng Tấn là ca sĩ Huy Tuấn đã sẽ hát bài hát này mà vừa thi xong mai xong. Thế thì đấy là những cái mà chúng ta sẽ đưa tầm Facebook lên một bước chứ không phải chỉ như thế này, và chúng tôi sẽ bàn và sẽ giúp đỡ các chị. Tôi cũng rất cảm ơn sự giao lưu giữa thơ và nhạc. Chúng ta đã có một cái quan hệ mặc dù mới thôi nhưng mà có rất nhiều kỷ niệm có mặt của các lãnh đạo ở đây, có anh Hoàng Bình, anh Nguyễn Giang và có nhạc sĩ Nghiêm Bằng là con trai của cố nhạc sĩ nổi tiếng Văn Cao. Tôi hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì Hội Thơ Nhạc Facebook Việt Nam Thi Nhân sẽ có cái sự cần một cái sự giúp đỡ, và tôi cũng anh em cũng thắc mắc và cũng không biết được cái cơ cấu và cái tổ chức của cái sáng tác ca khúc Hà Nội như thế nào, thì xin anh cho mấy lời để cho anh chị em Việt Nam Thi Nhân được biết ạ. Trong hôm buổi hôm nay chúng tôi cũng có một số hội viên, ví dụ như anh Mạnh Hồ, đấy, anh Nghiêm Bằng,
đấy là cũng là trong hội nhạc sĩ Hà Nội và cũng là trong cái hội cái câu lạc bộ sáng tác ca khúc thủ đô này là nó thuộc trung tâm văn hóa thành phố. Và năm tới đây chúng tôi đã bàn kế hoạch triển khai một số việc rất lớn, đó là sáng tác về cao nguyên đá Đồng Văn đấy. Và sáng tác về cái từ thiện và chúng tôi đã đi một số nơi rồi, tới đây sẽ cần thiết sẽ đi nữa. Thì chúng tôi cũng mong các bạn là viết về những cái đề tài đó để tham gia cái cuộc vận động viết này, vì nó là một cuộc vận động sức viết lớn. Và câu lạc bộ sáng tác ca khúc thủ đô là một câu lạc bộ sáng tác tương đối lớn của thủ đô. Hàng năm thì có những cái tập sáng tác cho người lớn và thiếu nhi đều được in và có những cái trải viết. Thế thì mong, rất mong anh Lại Giang, người sáng lập, anh Quang Tuyến và anh Trần Cường và các anh chị thì rất hoan nghênh các anh chị hãy giữ vững Facebook và phát triển nữa lên, và sẽ có nhiều người sẽ ủng hộ giúp đỡ các anh. Xin cảm ơn anh. Khi đó Điện Biên thì trong chúng ta đều dồn lên rất nhiều cảm xúc. Này vẫn là những cảm xúc với biển khơi mênh mông, tác giả Giả Khúc đã gửi gắm bao điều tâm sự qua những lời thủ thị lồng làn sâu lắng. Tình yêu em vời vợt tổ biển trời, mãi khao khát suốt ngàn năm dạt dào. Bài hát Lời Du của Biển, nhạc Hương Giang, thơ Hương Giang, nhạc Cửu Dũng, do ca sĩ Trọng Thành biểu diễn. Sóng nhẹ nào như luôn hò hẹn
Một đêm dài, một đêm ngắn, ta quên tình.
lại quay trở về. Ôi chúng ta ở đây ai cũng có tuổi thơ rất ngọt ngào. Mời các bạn hãy quay trở về với tuổi thơ của thi sĩ Bạch Yến và do chính tác giả trình bày. Vâng. Một lần trở lại tuổi thơ xưa, là cô bé mắt xoe tròn hai bím tóc, da đen nhèm đi mò cua bắn ốc giữa trưa hè nắng khô không đồng quê. Tuổi thơ tôi xanh mướt cỏ triền đê, lũ gái trai chát chuyền mải mê đánh đao, bên sông quê chiều về chợt huyên náo, rộn tiếng cười chút quần áo đùa vui. Đêm sáng trăng mỏi ngó ngách lùi chui cho trốn tìm bạn tôi hai giới tin, mãi chơi qua nên khuya về trăng muộn, mẹ chửi đùa bố chỉ ngủ đi con. Trong đêm khuya nghe tiếng dê nỉ non, tuổi khảo khờ hồn nhiên đâu còn nữa. Ưng một lần trở về ngày xưa đó, trôi về miền trong trăm tuổi thơ ơi. Thể hiện ca khúc Xôn Xao Biển Hát, anh có nghe thấy em nói gì không? Em có thấy biển hát gì không? Dì dào biển gọi trao niềm nhớ, biển hát hồn hoang đến rộn ràng. Biển hát thật ngọt ngào, em dịu như tình yêu vô bờ, em trao gửi về anh. Ca khúc Xôn Xao Biển Hát của Dương Giang do ca sĩ Minh Tuyết sẽ giải đáp phần nào những thắc mắc đang trẻ. Thank you.
Thank you.
quý vị thính hữu của Việt Nam Thiên Nhân là hôm nay có tiếng kèn saxophone của anh Tát Thuận. Lẽ ra saxophone chỉ thổi những bài của Tây thôi. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì chưa ai thổi được thay sáo mèo. Và thế giới cũng không thổi saxophone thay những bài dân ca, thay tiếng sáo được. Cho nên đây là một vinh dự lớn. Hôm nay Tát Thuận đã dành được thời gian đến góp vui với chúng ta. Và tiếng saxophone anh Tát Thuận chắc là thế giới cũng sẽ phải kinh ngạc với Việt Nam đã thổi saxophone thay sáo mèo. Làm ửng hồng vương đôi má ca khúc
lắm có còn xuân. Nhạc sĩ Đức Chí, bác sĩ Đặng Minh Mai trình bày tiếp với chương trình gia đình tuần này. Đặng Minh Mai xin gửi tới các chị một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và chúc cho Việt Nam Thiên Nhân ngày càng phát triển rực rỡ hơn nữa. Và kính thưa toàn thể các anh các chị, cũng không khí của Xuân Bính Thân đang đến gần, mỗi chúng ta đang dọn dựng trong lòng để đáp lại cái tình cảm đó. Thì Đặng Minh Mai xin gửi tới các anh các chị một sáng tác của nhạc sĩ Đức Chí bài hát tuyệt vời Lắm có còn gần còn xuân. Xin mời các anh các chị cùng nghe. Lời đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn
tới ban tổ chức Việt Nam Thi Nhân tặng một sân chơi rất là bổ ích và đầy ý nghĩa. Trong thời gian qua thì tôi thấy là tôi theo dõi thấy được Việt Nam Thi Nhân cũng làm được rất nhiều việc, làm những khuyến học để giúp đỡ học sinh nghèo ở một số tỉnh thành, và tôi mong là Việt Nam Thi Nhân ngày càng phát triển để giúp đỡ những học sinh nghèo càng ngày được các sinh đến trường nhiều hơn, và không có những em học sinh nghèo mà phải thất học. Đấy là cái điều mà tôi rất tâm đắc và mong muốn Việt Nam Thi Nhân luôn luôn thăng hoa và phát triển. Trước thềm năm mới, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào chân trọng nhất đến tất cả các quý vị đại biểu và các quý bạn. Đến với hội vui hôm nay thì tôi xin góp vui một cái bài thơ diễn biệt cuộc tình mà tôi cũng được đăng trong tiểu thuật Hương Xưa. Để có cái bài thơ này thì tôi lấy cảm xúc từ những mảnh đời mà tôi đã từng đứng lớp. Tôi thấy là trong những cái cảnh đời chia ly, bố mẹ chia tay nhau, con cái rất là khổ. Cái thứ hai nữa là tôi chứng kiến một cái cuộc tình của một người, đó là cô giáo của tôi, chờ đợi người yêu 7 năm trời ở nước ngoài và có thể là hy sinh cả tuổi xuân của mình. Đến khi về thì sắc thắm đã phai, nhưng người yêu dẫn về đất về và cuối cùng cuộc tình chia ly. Nên nó có cảm xúc để thay đổi đồng nghiệp. Còn ly này nửa mơ màng tương tư, tình rơi sắc thắm phao hư, tiễn người đi xa nhiều nhiều. Lâng lâng điều chi kỳ diệu,
cô em đang ở rất gần. Tác phẩm rất hay. Anh đã ra đi và để lại cho chúng ta những điều rất suy nghĩ. Ca khúc này xin mời ca sĩ Minh Tuyết lên chia sẻ. Dừng lại ở đây mới giới thiệu lên. Đợi nhau đợi mãi, đợi hoài là cùng bờ cảm xúc thực sự của những người đang yêu. Chia tay đợi, mong người ơi, người ở đừng về là điều quan họ thiết tha, được gửi gắm trong từng ca từ của ca khúc Đợi Nhau, nhạc Cửu Dũng và do chính chủ tịch Nguyễn Quang Tuyến trình bày.
Kính thưa các bạn hữu, do nhạc sĩ Nguyễn Kiều Dũng sáng tác thì nhạc sĩ ở miền Nam hôm nay thì do chuẩn bị chưa kịp cho nên xin hát vo này. Đợi nhau để trong cuộc sống của chúng ta thì luôn luôn có những sự đợi chờ, và những sự đợi chờ thì đều khát khao, đều mong đợi, và đó là những điều mà chúng ta đều tha thiết giả dào. Lên nghe đẹp thành ạ. Tôi xin trình bày. Anh về đợi anh trăng rơi, đợi mùa hoa bung tím, đợi người sáng sông, đợi con chim sáo sổ lòng, đợi em bên bên chưa chồng còn đâu. Xuân về hạ nhớ thu sầu, lá vàng rơi xuống làm đau nỗi chờ. Đợi em mây hóa thành thơ, đợi em nên cứ ngần ngỡ ra vào. Anh khô đợi hạt mưa rào, gió đi vô thổi em nào có hay. Anh về đợi mà heo mây, gió xe xe lạnh nắng vàng như say. Có lẽ tôi cũng thay mặt cho anh Mây Lang Thang để nói mấy lời. Đây là lần đầu tiên anh Mây Lang Thang gửi bài này, một trong những cái bài mà trong nước và ngoài nước, cái hội du ca ấy, thì là lần đầu tiên gửi bài và cũng bất ngờ là anh được giải nhì trong cái ca khúc này. Đây cũng là một cái niềm tự hào của Việt Nam Thư Nhân. Du ca, lớn hiền ngân
Như thuyết cùng chiều cho thi sĩ Lại Giang, lời này là thi sĩ Giang Sang do nhạc sĩ Minh Tiến. Xin mời ca sĩ Minh Tiến. Bài Như Áng Mây Chiều là một bài hát mà Minh Tiến rất thích, và trước khi hát Minh Tiến có chia sẻ với tất cả các anh chị trong Việt Nam, thì Việt Nam thì nhân cái lúc là Minh Tiến đã có lần được nói chuyện với Lại Giang, và anh Lại Giang có chia sẻ là anh là người sáng lập ra Việt Nam Thiên Nhiên Facebook, và anh cũng chia sẻ là anh rất muốn phát triển hồn Việt Nam Thiên Nhiên Facebook để có thật nhiều những bài thơ hay, những bài nhạc thật hay, để sau này sẽ có một cái hướng phát triển Việt Nam Thiên Nhiên Facebook để sang cả nước ngoài nữa. Minh Tiến cũng rất vinh hạnh và sau đây gửi tới tất cả các quý vị một ca khúc mà do lời thơ của anh Lại Giang và nhạc sĩ Minh Tiến là thể nhạc và phối bài hát này. Xin chào quý vị cùng nghe. Một người
Là người mà đã làm cho thơ Lại Gian đã đến với rất nhiều bạn bè để chia sẻ những cái cảm xúc, cái tâm tư từ những ca từ của Lại Gian bằng lời hát ngọt ngào, ấm áp của ca sĩ Lê Tiết. Và xin được kết nối chương trình có một ca khúc gọi Thì Thầm Biển Hát Do nhạc sĩ Hải Anh. Xin mời. Mình tiếp ra xin được thể hiện bài hát này của nhạc sĩ Hải Anh. Thank you.
cái người làm bài hát này thì các cụ quay camera quay video từ tối đến giờ. Nghệ sĩ Hải Anh đề nghị anh sân khấu chia sẻ với tất cả mọi người cái bài hát mà anh sáng tác. Hải Anh xin kính chào tất cả cả nhà các bác. Chị cũng tâm sự quanh lời ca, và anh khi mà thấy chị phải cố gắng lên Facebook của chị gái thì cũng gặp là cũng cái thả hồn vào thơ kệ cho nó như nào đấy chứ không bắt buộc là cái câu này phải vào gì mà hãy cứ biết theo đúng chị mô tả và cũng tất cả những vần thơ hay nó vẫn chỉ nó bao giờ đi sâu vào tâm hồn của một người đặc biệt nó đi sâu vào tâm hồn của những người yêu nhạc. Và khi thả hồn vào như vậy, ta thấy vui vui thì lại gửi đến bác Quốc Lâm thì bác ấy lại cũng thả hồn về cho bác ạ. Và hôm nay lại gặp thêm được ca sĩ Minh Tuyết thả hồn như vậy là có ba cái hồn nó hứng vào. Tức là cả nhà mình nghe cũng phải hát cái độ nhịp suất đấy. Và xin cảm ơn tất cả. Cảm ơn nghệ sĩ Hải Anh thì cũng có lúc tàn, thời gian cũng không cho phép. Hôm nay thời tiết rất lạnh, nhưng sự có mặt của tất cả các quý khách, các nhạc sĩ, các nhà thơ có mặt tại đây, căn phòng đã ấm lên. Đây tôi cũng nghĩ rằng là một cái sự thành công rất là lớn. Và một lần nữa, thay mặt cho Việt Nam Thiên Nhân, xin cảm ơn sự có mặt của tất cả các quý khách. Chúc các quý vị luôn luôn có sức khỏe, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn. Và để kết thúc thì tôi nghĩ rằng chúng ta cùng chung nhau hát bài Điệp Khúc Mùa Xuân ạ. Đây là nhạc sĩ Khô Lâm, người phổ nhạc rất nhiều bài hát hay của Hội Việt Nam Thiên Nhân.